nhà sàn là đặc trưng cho giới miền Tây, miền sông nước. Và rất là may mắn là kỳ này mình được vào ngay chỗ một cái làng châm tại Châu Đốc. Thì xuống dưới khi mà chọn bối cảnh mình thấy trời ơi, bối cảnh tuyệt vời, rất là đẹp, rất là thích hợp cho cái cảnh trong phim của mình. Cái bối cảnh làng châm này có từ lâu đời thì đồng nghĩa là chúng ta phải gia cố hoàn toàn lại cái đường đi, lối chạy trong cái khu làng đó. Và thế là tổ thiết kế vào trong đó sửa hết toàn bộ những cái cây chèo, những cây cột, những cái đường đi liên từ nhà này qua nhà kia thì phải gia cố thật kỹ để đảm bảo sự an toàn cho ekip. Trong cái yêu cầu của phim này, Lý Hải cần sập rất là nhiều ngôi nhà trong đó. Thế là Lý Hải xin phép là Lý Hải xây nguyên một dãy nhà mới hết. 3, 2, 1, diễn. Đàn em. Quay. 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 Khi mà đánh nhau, rượt đuổi nhau mà bối cảnh nó trơn tru thì nó không có sự tương tác cho các diễn viên cũng như là cascader. Mà cái bối cảnh nhà sàn nó tương tác rất là tốt. Có nghĩa là từ cái nhà này mình nhảy qua lan can nhà kia, mình nhảy xuống đất, mình chạy luôn ở dưới những cái chân cầu thang, rồi mình lấy đu lên toàn ten. Có như thế thì cái bối cảnh của mình trở nên luồn léo rất là nhiều và người xem cảm thấy rất là hút. Là một người đồng hành với anh Lý Hải trong cả 5 phần của bộ phim Lật Mặt, thì với tôi đây mà là một cái phần phim, tôi cảm giác được nó là một phần phim khó nhất trong tất cả 5 phần mà chúng tôi đã thực hiện. Ngoài cái những cái pha hành động đánh đấm rượt đuổi ở trong cái khu làng châm này, thì Lý Hải tái tạo lại một cái lễ hội. Khi mà làm một cái lễ hội mình tự làm á thì nó rất là khó, bởi vì không có người dân và không có quần chúng đủ để mình làm cái lễ hội đó. Nếu như cái bối cảnh nó xảy ra ở thành phố thì mình gom diễn viên quần chúng thì rất là dễ, nhưng bối cảnh này xảy ra ở dưới Châu Đốc thì muốn gom 500-700 người, 1.000 người để tạo thành một cái lễ hội lớn như thế thì cực kỳ khó. Thế là đoàn phim mình phải cho người đi khắp làng khắp xóm, thậm chí qua tới Cần Thơ hay Long Xuyên, gom mọi người, không có ai thích đóng phim hay không, có ai thích đóng phim hay không, gom cho đủ hàng ngàn người để tập trung trở thành một cái lễ hội. Mà Lý Hải phải làm sao dựng lên được cái bối cảnh lễ hội như thế, rồi ngay cả phục trang, make up cho cả đoàn phim hàng ngàn người như thế. Mặc dù khi mà lên phim các bạn xem chỉ trong vòng 30 giây, 1 phút gì đó, nhưng mà cái sự đầu tư và chuẩn bị đó trước hàng tháng trời. Quay tới cái cảnh cuối, cái cảnh mà Lý Hải yêu cầu là cái nhà nó phải sập, thì bắt đầu lúc đó phải đi cưa rồi đi kéo cáp để làm cho nó sập, là cả một quá trình. Đòi hỏi của anh Lý Hải rất là cao, thành ra là bên team hành động cũng như là mình là đạo diễn hành động thì mình rất là chăm chút vào những cái cảnh đó và set up những cái cảnh đó làm sao cho nó hiệu quả nhất. Đạo diễn Lý Hải đầu tư rất là mạnh, rất là lớn và cũng khá là đặc biệt. Thà xây một cái căn nhà kiên cố thì nó dễ, mà xây một căn nhà sập thì nó lại rất là khó. Lý do là đầu tiên trước khi sập thì toàn bộ ekip, máy quay phim cho tới diễn viên là phải rượt đuổi đánh đấm trong đó. Tất nhiên là nhà là phải gia cố thật là kiên cố để giữ an toàn cho đoàn phim. Đã ra rồi đúng không? Rồi ok nha. 3, 2, 1, diễn. Đàn em, đàn em, đàn em vào lại.